Xin chào anh em nhá, lại làm Tuấn Hải Dương anh em ơi. Hôm nay thì tuyển được con hàng cực kỳ chất lượng anh em nhá, con hàng cực kỳ trẻ luôn. Con này chơi test chơi hay dã man luôn anh em ạ. Em test 1 tiếng rưỡi nó vẫn chế anh em nhá, nghĩa là nó bắt đầu chơi từ ngoài 1 tiếng nó bắt đầu chế anh em ạ. Con này lông mỏng, rộng tông rộng rất là hay luôn, màu lân anh em ạ. Đây, màu lân kim, hoàn bộ thuần lắm anh em ạ, lông mỏng dính luôn. Con này em vừa test này, chơi rất là ok luôn anh em ạ, tông rộng hay lắm. Còn này anh em xem từ ngoại hình anh em này. Đấy, anh em nhìn này, ngực vai rất là lỏ luôn anh em nhé. Ngực vai lỏ, anh em xem con chim mình nó rất chơi rất là bền anh em ạ, vì nó rất là lực. Đấy, anh em nhìn chưa, lưng quy cánh xệ anh em nhé. Con này thì nết đánh điềm đạm mà nết nó cầu cánh mỏ rất là đều luôn anh em ạ. Anh em xem con chim này đánh cực kỳ đều luôn anh em nhé, nó không đánh nhanh quá mà cũng không đánh chậm quá đâu anh em ạ, cái mức độ vừa phải anh em ạ, nên thành ra con chim đánh như này nó rất là bền anh em ạ. Con này nết đánh của con này thì nó chặn 3 mặt luôn anh em nhé, đánh nó rất là có lợi anh em ạ. Con này thì hiện tại người ta đang cho ăn cám tổng hợp lão đại anh em nhé, anh em về cho ăn cám ngon một chút là có chất lượng luôn anh em ạ. Mà con này nó đang có một cái lông đuôi đang ra nữa, mà em vừa bắt hôm trước thì hôm sau em test luôn thì chơi nó gọi là quá là ok luôn anh em ạ. Một con chim mà người ta không được trăm mấy nhá, hàng sạch 100% của dân. Nói chung con này thì em test ở nhà người ta cũng chơi rất là ok rồi anh em ạ, nhưng mà không nghĩ là nên giản, nó chơi rất là đều mà nó nhiệt như thế anh em ạ. Con này thì nó dành cho anh em về trăm hay đổi cá một chút là anh em có thể móc số luôn nhé anh em nhé. Hàng này cho anh em dành trăm móc số anh em ạ. Con này em test nó chơi 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi mà không gãi gì anh em nhé. Mà 1 tiếng rưỡi thì vẫn rất là ngoan luôn, nguyên lực luôn anh em ạ. Hàng rất là tiềm năng anh em nhé, chứ không phải những con hàng tầm thường đâu anh em ạ. Con này nó có bộ lông rất là ôm sát luôn anh em ạ, lông mỏng mà ôm sát luôn, chơi không hề một gãi gì một tí nào anh em ạ. Hôm trước em bắt ở nhà người ta thì lắng đến 40 độ, nóng há mồm mà con chim nó vẫn đánh rất là nhiệt anh em ạ. Hôm nay thì lên dàn đánh thì trời nó lại thay đổi thời tiết, hôm nay nó cọ trời trở gió mà hơi mưa phùn một chút anh em ạ, mà con chim nó vẫn chơi rất là nhiệt luôn, nó không bị ảnh hưởng của thời tiết luôn anh em ạ. Đây anh em này, anh em nhìn thấy trời gió này, thời tiết rất là kém âm u trời luôn, anh em ấy cũng chơi rất là đều luôn anh em nhé. Con này có tính ché rất là dị, ché rất là ngắn, thành ra nó càng không mất lực anh em ạ. Em Tuấn Hải Dương rất thích những tính ché như này anh em nhé, không thích em không, tính em không thích ché dài đâu, vì trước em có sở hữu những con ché dài, thành ra nó rất là mất lực anh em ạ. Chơi đến tầm một tiếng là nó ché dài quá, thành ra con chim nó bị mất lực. Còn như con này anh em nghe kỹ, ché rất là ngắn, rất là cụt luôn, thành ra nó rất là lực anh em ạ. Khi em quay cái clip này là nó được là 1 tiếng 15 phút anh ạ, 1 tiếng 15 phút thì con chim mới bắt đầu ché, rất là ok luôn anh em ạ. Anh em nhìn chưa, con chim chơi cầu cánh mỏ rất là đều luôn anh em ạ. Đúng 1 tiếng 15 phút thì mới bắt đầu ché anh em nhé. Còn những cái trước lúc đấy thì không ché phát nào. Đó, chơi anh em nhìn chưa, quá là ok luôn anh em ạ, mà không một chút nào gãy rỉa anh em nhé. Mặc dù có một cái đuôi đang ra đứng đứng nhưng mà không gãy rỉa một chút nào anh em ạ, vẫn nguyên bộ luôn. Con này thì anh em về, em đảm bảo cho anh em là về là một là anh em đổi cám cho cám ngon một chút là anh em có thể móc số được luôn anh em ạ. Vì em con này em test là rất là ok rồi, chơi đến 1 tiếng 15 phút mới bắt đầu ché mà anh em nhìn lên này, chơi nguyên lực luôn, từ đầu đến cuối nó vẫn như này luôn, không hề xuống một chút nào anh em nhé. Hàng rất là ok luôn anh em ạ. Anh em nào mà chuyên thi thố thì bắt con này là quá là ok. Con này thì em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 6.800.000 anh em nhé. Nói chung là hàng này cực kỳ tiềm năng, nên là anh em đừng có chê giá cao hay là giá đắt này kia anh em ạ. Anh em phải xem thực tế con chim anh em ạ. Những anh em nào chuyên chơi
con thi thố thì anh em mới hiểu được cái con chim mà nó chơi đến tầm này thì nó như thế nào anh em ạ. Ở ngoài anh em nhìn bóng bộ con này nó ok lắm anh em ạ, đẹp lắm anh em ạ, mà nó lông nó mỏng dính dịnh luôn. Anh em nhìn chưa, ché phải mấy phát liên tục nhưng ché rất là ngắn, thành ra nó rất là giữ lực anh em ạ, mà cầu cánh mỏ chơi rất là đều luôn, quá là ăn điểm luôn anh em ạ. Anh em kết thì calo trực tiếp nhá, hàng cho anh em thi thố quá là ok luôn. Anh em về chăm chỉ cần đổi một, anh em cứ giữ cám này, hai là đổi cám ngon một chút này cho nó ok hơn anh em ạ. Vì cám này em thật sự thì cám em thấy là cám này không ăn thua, để mà anh em chăm thi thố giàn giáo thứ, nên anh em mới đổi cám cho nó chất lượng hẳn luôn anh em ạ. Anh em kết thì calo trực tiếp cho em nhé. Anh em nhìn thấy chưa, gió rất là mạnh luôn, vẫn chơi rất là nhiệt anh em ạ.